hiện 18 qua điều dưỡng kỹ thuật y học với chiều cao 1m56, cân nặng 47, số đo văn phòng 78, 59 và 86. Thí sinh thứ hai là Hoàng Thị Khánh Linh, số danh 032, đến từ lớp điều dưỡng 18 qua điều dưỡng kỹ thuật y học với chiều cao 1m54, cân nặng 44 kg, số đo văn phòng 78, 62 và 83.
18 với số đo 30, 74, 60, 81 cho nặng 13 kg, chiều cao 1m61 và thí sinh Đỗ Thị An với số đo 019 đến từ khoa điều dưỡng kỹ thuật sinh học với chiều cao 1m78 cho nặng 61 kg. Thí sinh Lê